quân lính của tộc rồng, quái vật tinh anh cấp địa ngục, cấp bậc 30, sức mạnh 10.000, nhạy bén 6.000, tinh thần 4.000, thể chất 10.000, kỹ năng giáo dài càn quét. Chiến sĩ khô lâu cấp bạc, cấp bậc 22, sức mạnh 5.000, nhạy bén 5.000, thể chất 5.000, kỹ năng nắm đấm cuồng bạo, giáo dài càn quét. Say sẩm là vì kỹ năng của quái vật có hiệu quả gây mê đối phương, cho nên bọn chúng bị say sẩm và không tài nào quay về không gian triệu hồi được. Ba chiến sĩ khô lâu đã bị tiêu diệt. Chiến sĩ bao vây quân lính, pháp sư thì lo phần nổ tung hết bọn chúng. Pháp sư khô lâu cấp bạc, cấp bậc 22, sức mạnh 2.200, nhạy bén 2.200, tinh thần 8.800, thể chất 2.200. Thuộc tính có cao hơn nữa thì hoàn toàn vô nghĩa khi đứng trước số lượng tuyệt đối. Giết chết quân lính của tộc rồng cấp 30, cộng 600.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng X1. Giết chết quân lính của tộc rồng cấp 30, cộng 600.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng X1. Giết chết quân lính của tộc rồng cấp 30, cộng 600.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng X1. Áo giáp xương cốt. Nếu trúng phải kỹ năng gây mê của bọn chúng thì chiến sĩ khô lâu hầu như không còn sức phản kháng, mình vẫn là nên cẩn thận hơn mới được. Chiến sĩ bị say sẩm và không tài nào quay về không gian triệu hồi thì bọn chúng không thể bị quái vật của tộc rồng bao vây tấn công được. Từ trước đến nay mình đều có thể tung hoành ngang dọc ở trong phó bản, cuối cùng cũng gặp được một phó bản khiến mình phải học cách cẩn thận rồi. Nhảy bén đến vậy luôn sao? Nếu đã như vậy rồi, vậy thì cứ dùng những chiến sĩ này làm con mồi, sau khi tập trung bọn chúng lại một chỗ thì mình sẽ giết hết sạch sẽ. Đó là xiềng xích của gió. Xiềng xích của gió, đây là kỹ năng của pháp sư mà. Quái vật ở nơi này lại còn biết sử dụng một vài chiến thuật đơn giản sao? Xem ra bọn chúng cũng có trí tuệ đó nha. Hai chiến sĩ khô lâu đã bị tiêu diệt. Nếu mình chỉ có thể chịu hồi một vài chiến sĩ khô lâu thôi, vậy thì thực sự rất khó giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, chiến sĩ khô lâu của mình vô cùng nhiều. Năm chiến sĩ khô lâu đã bị tiêu diệt. Giết chết quân lính của tộc rồng cấp 30, cộng 600.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng 1. Giết chết quân lính của tộc rồng cấp 30, cộng 600.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng 1. Pháp sư của tộc rồng, quái vật tinh anh cấp địa ngục, cấp bậc 31, sức mạnh 5.000, nhạy bén 3.000, tinh thần 12.000, thể chất 8.000, kỹ năng trói buộc của gió, mạng thiên hỏa vũ. Ngọn lửa linh hồn. Ngọn lửa linh hồn. Bọn chúng quả nhiên là có trí tuệ. Bọn chúng biết rất rõ bọn chúng nên tấn công pháp sư khô lâu trước, nhưng đáng tiếc là quá muộn rồi. Giết chết pháp sư tộc rồng cấp 31, cộng 620.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng X1. Giết chết pháp sư tộc rồng cấp 31, cộng 620.000 điểm kinh nghiệm, nhận được lớp da của tộc rồng X1. Sừng của tộc rồng đã xuất hiện rồi. Đã xuất hiện sừng của tộc rồng. Đây là một trong 4 nguyên liệu mà Bạch Thần muốn có được. Mình đã giết nhiều quái vật như vậy mà chỉ có cái này xuất hiện, xem ra xác suất xuất hiện đúng thật là vô cùng thấp rồi. Đoạn chắc cần nhiều lần hoàn thành phó bản thì mới có thể tập hợp đầy đủ nguyên vật liệu. Đã triệu hồi chiến sĩ khô lâu bị thương nặng quay về không gian triệu hồi. Tiếp tục dùng phương pháp mới nãy để tập trung quái vật lại với nhau. Nhưng lần này thì mình sẽ dùng chiêu thức nổ tung thi thể. Nếu không thì chiến sĩ khô lâu có thể sẽ không còn nhiều. Đã rất lâu rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mà mình rơi vào tình trạng chiến sĩ khô lâu không còn nhiều đó. Không hổ danh là độ khó cấp địa ngục mà. Đến đúng lúc lắm, lời nguyền giảm tốc độ. Lời nguyền giảm tốc độ. Đã đến lúc phản công rồi. Các pháp sư khô lâu của tao ơi, đưa nó đến đó rồi sao? Ừ, đưa nó đến đó rồi. Xem ra ông thật lòng muốn bồi dưỡng nó đó.
vì để lại dấu ấn ở trên người đó tại Anh Hồn Điện khiến cho từ 5 ngôi sao còn lại 4 ngôi sao, có đúng không? Chỉ là quân trạng mà thôi, tên nhóc đó có tiền đồ, không thể để tên nhóc đó xảy ra bất kỳ chuyện gì được. Thiên tài của tộc người chúng ta chết cũng nhiều lắm rồi, chỉ cần một người còn sống thì phải cố gắng giữ gìn. Nhưng mà nhiệm vụ mà ta giao cho nó chính là thu thập một vài nguyên vật liệu của tộc rồng đó. Vì vậy, nó không muốn đi thì cũng phải đi đến phó bản trạm gác của tộc rồng. Cứ coi như là cho nó luyện tập đi. Những nguyên vật liệu mà ông cần, cho dù có tham gia vào cấp độ khó ác mộng đi chăng nữa, thì xác suất xuất hiện cũng vô cùng thấp. Điều ta cần chính là hiệu quả như vậy. Ta đã đưa bù làm nguội cho tên nhóc đó rồi. Nó đi đến phó bản 7 đến 8 lần thì hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phó bản chạm gác của tộc rồng có độ khó cấp địa ngục đó. Tên nhóc đó, lẽ nào nó đã chọn độ khó cấp địa ngục chăng? Tiêu rồi, quên mất luôn chuyện này. Ta từ sớm nên nhắc nhở nó một câu. Độ khó cấp địa ngục và độ khó cấp ác mộng khác nhau một trời một vực. Không cần lo lắng, nó cũng dám dẫn 39 người đi hoàn thành bạo quân sa mạc. Vậy thì còn có cái gì mà không thể xảy ra chứ? Dù sao, ông đã để lại dấu ấn ở trên người của nó rồi. Nó không thể chết đâu. Nhiều nhất chỉ là trải qua một chút đau đớn mà thôi. Nhưng mà lão mạnh, ông có từng suy nghĩ, lỡ như nó thực sự đi vào phó bản có độ khó cấp địa ngục thì sao? Lỡ như thực sự tồn tại chuyện như vậy, vậy thì nhận lại được lợi ích cũng vô cùng lớn đó nha. Giết chết pháp sư của tộc rồng cấp 31, cộng 620.000 điểm kinh nghiệm, nhận được sừng của tộc rồng X1. Mình đã giết chết hơn 20 pháp sư của tộc rồng rồi, nhưng chỉ mới xuất hiện có 2 sừng thôi. Các chiến sĩ khô lâu của mình đều đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mình mới đi được chặng đường 1/3 mà thôi. Lần đầu đi hoàn thành phó bản mà vất vả đến vậy. Quái vật vô cùng mạnh, hơn nữa bọn chúng còn biết phối hợp đánh lại, không hổ danh là độ khó cấp địa ngục mà. Mình trái lại muốn coi thử boss của phó bản cấp địa ngục này rốt cuộc trông ra làm sao. Cung thủ của tộc rồng, quái vật tinh anh cấp địa ngục, cấp bậc 31, sức mạnh 8.000, nhảy bén 100.000, tinh thần 3.000, thể chất 8.000, kỹ năng mưa tiễn, tiễn của sự ràng buộc. Cung thủ lại có kỹ năng kiểm soát nữa sao? Pháp sư chỉ sẽ cho ra sừng của tộc rồng, xem ra những nguyên vật liệu khác cần tìm kiếm ở trên người của những quái vật khác nhau mà thôi. Chiến sĩ của tao, một chiến sĩ khô lâu đã bị tiêu diệt. Cái gì? Chiến sĩ khô lâu vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị giết cho một nốt nhạc rồi. Kẻ địch bí ẩn, đòn tấn công mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Rốt cuộc hắn là cái thứ gì vậy? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.